chào tất cả các anh em. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các anh em bộ chống nhiễu âm thanh cho các dòng xe. Thì cái cục như bộ chúng tôi đang làm đây là sản xuất cho gắn được cho rất nhiều dòng xe. Thứ nhất là chống nhiễu âm thanh, thứ hai nữa là chống nhiễu hình. Với những chiếc xe ví dụ như hôm nay tôi gắn cái màn hình gối thì nó đang bị nhiễu âm thanh, thì chúng tôi sẽ xử lý bằng bộ này, gắn thêm bộ này là tín hiệu âm thanh nó sẽ hết. Thì đây là chúng tôi đang gắn thông thường, thì đấu mát lửa AC thì vào đây, thì em quay lên trên đây và em đạp ga đi. Rồi đấy, các bác nghe thấy là tiếng nó đang hú rất là rõ. Thôi được rồi em. Càng để to thì càng ga to thì nó càng nhiễu. Đây là tín hiệu mà gấp hay rất hay gặp trong các cái dòng xe. Thì sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn với các anh em là cách gắn bộ chống nhiễu này. Thì đây là một dây mát và đây là đường vào này, và đây là đường ra thì chỉ cần một dây lửa là được rồi. Thì anh em chống nhiễu vào nguồn nhá. Đây là mát này, đây là nguồn này, và đây là nguồn của cái thiết bị mình cần gắn. Ví dụ như tôi đang gắn màn hình gối thì tôi sẽ gắn vào nguồn màn hình gối. Ví dụ nhiều trường hợp anh em muốn gắn mà tín hiệu của đầu máy mà nó bị nhiễu thì anh em sẽ, đây là ra tín hiệu đầu máy, nguồn của đầu máy, còn đây là nguồn từ trong xe chạy ra, tức là đường này đường vào và đường này đường ra. Dạ ok. Và đây là cái bộ chúng tôi đã được lắp hoàn thiện trên chiếc xe. Giờ chỉ việc đóng vào thôi. Test. Vâng, và sau đây chúng tôi đã lắp hoàn thiện bộ chống nhiễu dành cho trên chiếc xe Camry. Thì lúc trước các bác là thấy là khi đạp ga thì nó chân ga cái tiếng rít với tiếng rú hú nó theo chân ga. Thì bây giờ chúng tôi đã lắp hoàn thiện và bây giờ chúng ta chỉ cần test thử. Bây giờ chúng ta sẽ để vừa xong để mắc luôn. Tiếng âm thanh nó hầu như tiếng rít là không còn luôn. Đảm bảo nó không còn luôn. Đó, ok. Được rồi em. Và bây giờ chúng tôi chỉ cần lắp vào và hoàn thiện thôi. Đảm bảo hết 100% dành cho những bác lắp đặt DVD mà cái tiếng hú theo chân ga và nó bị nhiễu, thì các bác gắn thêm cục chống nhiễu bên em đảm bảo là hết. Ok, xin cảm ơn ạ.